Mẹ quả lép đổ bê tông dã man này. Mido kìa anh em ơi, Mido, Mido gánh team. Để liệu nào anh. Hôm nay là content gieo thi ốp à. Rồi, chúng ta có Skaden chiêu 3. Ok. Ơ. Mày đặt sớm à, macro à. Rồi, đợi tầm này là đợi boss vào để đổ bê tông luôn rồi. Con mẹ nhìn cái sân kìa. À! Anh rồng bị nuốt búa rồi. Đi. Ok, đã có slow. Ok à kìa. Ủa. Ơ bỏ mẹ rồi. Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ anh quả là không làm chúng tôi thất vọng trong việc làm chúng tôi thất vọng. Mito. Bà Mito đánh gấu. À. Hey, Kuro lấy phe này. Rồi xong. Ồ. Thì đó, thì đó, thì đó. Đó lòm luôn. Lỡ Kuro. Thì đó chắc. Kuro đặt chậm quá. Có đồ đủ đi bê lúc nãy. Đó lòm. Thì đó, comment. À. Dạ, cô đồ bắt chiêu. Cô đồ chiêu kìa. Thì đó, chính rồi. Rồi sao rồi, thì đó. Đó lòm. Ôi dồi ôi. Yes, đó. Mẹ rồi. Thì đó. Thảo ơi. Ngon, ngon. Ôi trời. Rất chi bro. Ôi trời ơi. Nguyên một cái thẻ đỏ to luôn. Stop right there. Ôi trời. Vãi lơ quả bom. Quả bom thì ác vậy. Chắc tôi chỉ thích không dạy mấy cái màn trong sắp 10 đi đi ông. 110 đỡ 112 mà. Ôi 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 ôi. Ôi. Ôi 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 ôi. Bỏ mẹ lại thi Mito rồi. Mito. 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 Ôi, thật. Mito solo được kìa.
Meanwhile. Ai 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 Ơ, lại thấy à? Thôi, phải lần. Ok. Lên đi, mà đây là mấy lần thôi. Ôi trời. Ôi trời, mấy lần. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Mẹ mày, quả cắm cột 8 độ kìa. Lại cái đó. 8 độ kìa. Lại cái đó. Alo ba bạn. Cột 8 độ quá. Ở tiếp. Vâng, thưa kính từ tất cả các anh em. Chúng ta đã có 4 thầy đó nữa. Nhà trong nên 5 thầy đó. Và chúng ta lại có thêm một lần thi mày ngồi nữa. Ông đem ra ông bớt cái quái cái đó anh em ạ. Luôn bớt luôn à, ông quái ra lắm. Quái khủng khiếp. Ông đem buồn lắm nhưng không làm được gì. Hey bro, watch your jet. Watch your jet bro, watch your jet. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Lại thế đó. Ôi trời ơi. Lại thế đó. Này. Sao xin bóng theo ở đây cho anh bạn Pro và Leo của chúng ta. Ôi trời ơi. Con chào ở đây cho anh bạn Pro Leo nhất của chúng ta trong đây ngày hôm nay với 5 chiếc thẻ đỏ. 5 chiếc thẻ đỏ nha anh em. Wow, năm chiếc thẻ đỏ và 4 lần thế mày tổ. Hai lần. Bạn tôi không ổn rồi. Sao chúng ta còn kiếp nạn với ba nữa. Cố lên, niềm tin chiến thắng. Quá hỗn loạn rồi. What Mito doing? What are you doing, Mito? What are you doing? Ôi. Bom. Này gheo đâu rồi? Này gheo đâu? Này gheo. Này gheo sao mà mẹ. Quá ung thư. Thì kiểu được. I'm joking. Stop. Sao ông vừa yên tâm? Anh Dông. Bỏ mẹ rồi. Sớm mất rồi. Ai đấy hả? Ờ thôi xong anh nuôi. Ôi bỏ mẹ rồi. Rồi thay đỏ rồi. Thay đỏ. Thay đỏ lại. Thay đỏ lại đỏ. Thay đỏ rồi. Thay đỏ lại đỏ. Cái gì đây? Cái gì đây? Thay đỏ rồi. Đó rồi. Tầm up. Đúng, đúng tầm up. Sum up, sum up. Thì đó. Được á. Tám được 7 cũng ngon á. Tấm thẻ đỏ nữa. Tiếp đồng hồ thấp một tấm thẻ đỏ. Em không nói định lời luôn.
Vâng, số lượng thẻ đỏ cho anh em bằng với số lượng ảnh để được review. Quá rồi đó, và cũng bằng số lượng thi mài thò của tôi luôn. Quá rồi, quá rồi đó. King of content. Yeah, thôi. Ông vua content. Content quá rồi. What the dog doing? Nó à, thầy đỏ thôi à. Thôi kìa. Thầy đỏ thôi à. What the dog doing? Hả? Thôi luôn. Còn một thầy đỏ tiếp. Thôi, nó là chào tại vì mới cái này đi. Thôi xong luôn. Kiều luôn. Đỏ cho mình. Đỏ, đỏ. À được đúng một ảnh. Đúng một bạn là nhiều cái quá rồi. Đỏ à. À đúng đúng một anh thiệt không thể đổi được đấy. Rồi bỏ vậy chữa đi anh trai. Anh đang đấy. Bảy cái thẻ đỏ trong ngày hôm nay rồi. Bảy cái thẻ đỏ trong ngày hôm nay. Rồi chúng ta hay gọi anh ấy là bờ hồ ven sông nha anh em. Ok nha. Hợp lý, hợp lý. Bờ hồ ven sông. Bờ hồ ven sông nha. Sẽ lập kỷ lục 7 chiếc thẻ đỏ dành cho Hoàng Anh Lê nha. Đau đầu thật. Ôi mày vua, ông này bố vua thật sự đấy. Vua. Ôi, ông này là vua. Không thể là vua hơn được. Chắc lỗi hỏi rồi, hỏi chắc bị lỗi rồi. Lỗi. Tưởng lỗi chứ. Ai. Mày còn tưởng nè. Ok. Ok.